Anh no rồi ra trước nhà chơi. Như này này can mã. Nhị ra xỉa. Khát nằm xỉa. Ờ. Bỏ ta. Họ khát. Sư yê. Sư yê. Nhị bước sư sư o mà. Sư yê. Sư yê. Sao đang chỉnh bất chỉnh? Bất chỉnh. À, khá gì. Đây à, cái khoan à. Nó có xe đồ khẩu. Liêu nha. Liêu nha, có gì đó chứ. Đây là quan phải thật khúc khán hả? Hoan thì hoan bà. Chỉ hết hoan 59 là chưa liêu nha bố. Bố thay họ là. Hoan thì hoan chéo bố trộn. Ba chú khuê chưa? 89. Ba khuê. Ba khuê chú. Hả? Chân à? 89.那就是什么玩意，八块九这鞋吗？这是布的，布。这量也还挺好的呀，这量也挺好的呀，桌也挺好的呀，就跟人家电脑个八台单，八台金。啊，这你看八块九，这桌也可好看呀。嗯。我天哪，真是啊！那你看鞋底它桌也可好呀。 可不知道，你说你走走，你走走，你看看嘛。舒服不舒服啊？很轻吧？啊，哪里买真便宜？拼多多上。哦，可以啊。买这么多个，多少钱？9000。哦，可以啊。买这么多个，多少钱？9000。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 可以啊。买这么
我感觉这种鞋穿脚很疼。 是不是? 这个鞋它不要了，干货能穿吗？干货穿，具体干货能穿吗？对呀，这个啥？还买啥？那个衣服吧。啥衣服？衣服买多少钱？嗯，要是几十块钱。没准我们短身小路热乎。小心摔啊！嗯，打开看看。 50块，50块，忘记出来压坏你奶奶塞了，帮给那搂一个肉，绕个把我把奶奶那人搬进去。50块，嗯，薄的，嗯，穿上试试，颜色也可以啊，颜色好看。这是件，嗯，凉，嗯，对。 哎呀，哈哈，那就会打到地上，跳过来，跳过去。脱下穿穿，试试，脱那个，那个热了，那毛毛热了，现在。你看我穿那么薄，我还感觉热了。嗯，穿那么厚。哎呦，王姐可喜欢这种车啊。他给王姐借一借好不好？他不叫我们叫他。给王姐借洗一洗吧。你叫谁？啊？ 给王姐洗一洗啊，行不行？哎呦，真美呀！这是八十三的，喂。嗯。翻过来。王姐喜欢吗？妈妈买给你一个。这种车也便宜的吧？它这都是，俺这是河南省，不是河南省车。嗯。这是买的吧？是吧？你买多少钱？在网上买，我也忘了。要不几十块钱？几十块？应该是几十块钱。那我买给王姐一个。 给王姐洗一洗吧，王姐洗不洗？你来，来，喂，那小哥哥给你玩呢，坐不坐？好，玩一玩吧，洗洗啊，玩吧。你那高啊，跟那矮。王姐比他大还是他比王姐大？ 啊，他个子低，个子低，王姐，王姐，你看脚长，喜欢的妈妈买给你一个啊。等一下我在网上查查。什么品种？啊啊啊！Hello。这颜色亮，嗯嗯，这颜色可以。有点宽吧，宽不宽？宽舒服吗？外套谁穿这么紧？这样吧，可以。也是三家的吗？三四家？不知道，几家？
vẫn là trời đáp rồi. Trời đáp. Mà mẹ chồng em mặc áo mới nè. Xíu rồi, yếu đi ăn chăng. Sổ chuyển chứ đấy. Phân. Khu khẩu bất hậu khẩu. Cơ khâu dán sơ bất hậu khẩu. Khu khẩu bất hậu khẩu. Hãy khởi ý bà hãy xuống. Hãy xuống, dạ bố sư thai, dạ bố sư, bố sư thổ. Khởi ý, chứ. Bố quả trơ, trơ ý bà dán sơ, trơ dán sơ họ khăn. Liang. Quán thử, 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 可以。他又买。嗯，可以。可便宜。看不出来啊，看不出来八块九。他说八十块，我也清醒。云，这个车哪个啊？车上绑呢？它，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 
Chạy đi. Chạy đi. Ôi trời ơi. Nhìn con hoàn đi. Tôi muốn chẳng xí trơ là. Tôi chỉ hoàn năng cơ. Trời. Nó có thỏ bú khoai. Bú hơi thỏ. Nó mấy sự mấy số tôi ra quảng từ từ giờ khăn đó chưa mãi. Bú khăn đó chưa chưa bắt đầu tầm mà mãi. Bú hơi tả dư mà. Nhớ ta của. Hả? Thì có thể dùng sầu xỉa nha. Dấu dấu nó có tí hoang khơi xỉa nha. Nhưng hơi xỉa tư bà sư bà rơ. Hơi xỉa mà. Hơi xỉa hàn dư mà. Nó bú dạ hơi bú dạ xỉa dở. Ôi. Bú dạ nó có dở dạ xỉa. Trời ơi, bữa nay em mới biết được là mẹ chồng em không có biết chữ cả nhà. Cũng không có biết đánh chữ trên điện thoại. Cũng không biết viết phin in với lại viết chữ Hán cũng không biết luôn. Nói chung là không biết chữ luôn đó. Chỉ đọc được thôi chứ không có viết được. Với lại chữ đọc được thì cũng không có nhiều á. Vậy mà trước giờ em thấy mẹ chồng em mua đồ online nhiều lắm. Cho nên là em cứ tưởng là bà biết chữ bà mới mua được chứ. Ai dè bữa nay mới phát hiện bí mật luôn nè. Là bà cứ bấm vào cái app Findotour nè. Xong rồi trên đó có những cái sản phẩm gì á, thấy rẻ cái là mua thôi à. Chứ không có biết là viết tìm kiếm cái món hàng mà mình cần á. Nên nãy em bảo là mẹ thử tìm trên mạng cái xe thăng bằng cho Ginh thử coi là bao nhiêu tiền để em mua. Mà mẹ chồng em mò nãy giờ không ra là có nghĩa là bà cũng ngại nói với mình á, là bà không có biết chữ, bà không biết viết như thế nào á cả nhà. Giờ em hỏi ra thì mới biết nè. Chạy theo đó. Hả? Ginh tô tô y xì bì sai. Lại ba. Sợ. Hả? Chân mẹ. Cái đang chơi mà cái vết tim hôm bữa nó cứ ngứa lên đó cả nhà. Nó nổi cái nút lên. Nên phải đem Ginh lên trên bác sĩ hỏi thử coi sức thuốc gì được. Em tính là sức dầu gió thôi mà bà nội Ginh kêu thôi đi hỏi bác sĩ cho chắc. Cho biết. Tôi à. Tôi khăn sao biết qua là. Nó nè. Nó đợi chúng tôi khăn 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 khăn. Qua trùng ta là mà. Ôi biết qua là quán gì. Tại từ nhỏ đến giờ Ginh tiêm ngừa chưa có khi nào mà bị như vậy hết trơn đó cả nhà. Không có bị dị ứng, cũng ít khi sốt. Với lại lần đầu tiên mà thấy nó sưng cái vết tiêm lên như vậy. Mà tiêm thì cách đây cũng lâu rồi mà. Tiêm cũng hơn tuần rồi. Mà sao mấy bữa đầu tiêm không có sao hết mà tự nhiên bữa nay nó lại sưng lên. Nó ngứa hay là nó đau gì đó mà Ginh nó cứ cào, nó cứ gãi ở chỗ đó hoài nè. Cũng định là lấy dầu gió hay là lấy cái gì đó sức. Mà bà nội Ginh á, kiểu cũng lần đầu gặp vậy á. Tại có một đứa con mà nó đâu có bị vậy bao giờ đâu biết. Là bảo á, thôi thì mình đi lên bác sĩ mình hỏi cho chắc đi. Có lỡ bây cái này là mấy cái thuốc tiêm người á, không có dám chắc điều gì hết. Nên là nghe mẹ chồng em vậy thì bà cũng lo lắng. Nói chung là cũng không có an tâm á. Nên là thôi đi hỏi bác sĩ cho chắc nha cả nhà. Nhanh trạm y tế. Đi hỏi ông bác sĩ coi là sức cái gì cho được. Mm-hmm.
门啊，还有还在的，下来吧。下来。走，进去进去。他那个肿可大，不会说，他一直刮，现在看那肿可大，一个大。嗯。不是嘛？不是这帮，是这帮是吧？这帮这帮，那脱了吧。这边啊，对了，你看。可能也有点疼了吧，嗯，疼疼痒痒。弄兔子，兔子给切成那薄片子，不要的。不用啥，抹什么药吗？那弄兔子，兔子切成切一片，不要的。兔子切成那薄片子，嗯，不要的。嗯，就行了。吃一回就行了。啊，吃一会儿换一下。啊，对，一天换3回4回。嗯，那走吧。那走。好，那谢谢。好，走吧。那走吧。哈哈哈哈哈！大大大，你会真的能看见？哈哈哈哈哈！坐上坐，坐上回家，唱着唱着，那边đắp cho mấy miếng khoai tây lên là được cả nhà. Bác sĩ dặn vậy á. Giờ xe đã mệt rồi, mệt rồi, cứ nó khỏe. Đi tàu 舒服吗？舒服舒服。啊，它软软的啊，软软不疼啊。嗯，那再买一双，太便宜了吧。Mẹ chồng em toàn là săn sale đồ rẻ rẻ không à. Nhưng mà đợt này mua được đôi giày xịn quá trời luôn. Có 8 tệ mấy à, mà đi êm chân nè. Nên là mẹ chồng em bảo thôi chắc mua thêm một đôi nữa. Đi nãy giờ thấy ngon lành quá nên là quyết định mua thêm này nè cả nhà. Mọi người hay hỏi là mẹ chồng em với ba chồng em có lương hưu không á. Là chưa có nha cả nhà. Tại vì năm nay á, thì cái tuổi chính của mẹ chồng em á, là giấy tờ khai sinh á, là khai thuộc mất 1 năm. Nên thành ra là đến năm nay á, người ta mới bắt đầu tính là mẹ chồng em tròn 60 tuổi á, thì người ta bắt đầu tính lương hưu. Mà một tháng á, hình như được có 100 hay 200 tệ gì à. Được ít lắm cả nhà. Còn từ trước giờ á, cái công việc chính với lại cái thu nhập chính trong gia đình á, là ba chồng em đi làm thuê cho người ta á. Giống như là bình thường mà có việc gì người ta kêu á, là ba chồng em sẽ đi làm. Còn mẹ chồng em thì hầu như là ở nhà không có làm gì hết á. Khi mà trồng trọt vụ mùa á, có mảnh đất nhỏ nhỏ trồng á, thì bà còn đi phụ ông trồng, còn không thì thôi à. Tại vì á, mẹ chồng em đi làm cho người ta ít ai thuê lắm. Mọi người cứ kêu là mẹ chồng em chậm á, làm chậm hơn người khác nên người ta không có thuê. Nên là ông bà làm không có ra nhiều tiền á, nên là cũng tiết kiệm là cũng vì vậy á. Nên là em cũng muốn cố gắng làm một cái gì đó kiếm thêm thu nhập để có thể phụ giúp gia đình á, chi tiêu á, thoải mái hơn một chút đó cả nhà. Chứ bây giờ có một mình chồng em á, gồng gánh ở ngoài kia mà nhà 5 người như vậy. Linh thì sắp đến tuổi đi học nữa, bao nhiêu thứ phải lo nữa. Nhưng mà những cái điều đó thì em không có muốn nói lên nhiều á, tại vì á, không có muốn đem lại những cái điều tiêu cực đến mọi người. Cuộc sống mà ai cũng phải cố gắng hết phải không cả nhà. Nhưng mà video của em á, thì muốn được là đem đến những cái điều tích cực để mọi người luôn yêu đời và lạc quan trong cuộc sống. Dù cái hoàn cảnh của mình có như thế nào á, thì mình vẫn phải sống tiếp, mình phải bước tiếp và mình phải biết vươn lên. Nên chẳng có gì đáng than vãn hết trơn á. Đó là suy nghĩ của riêng em nè. Và cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã luôn yêu mến và ủng hộ kênh của em. Em sẽ cố gắng hơn nữa để có những thước phim hay và những điều tích cực trong cuộc sống á, lan tỏa đến mọi người. Video hôm nay của em tạm kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau nhé. Bye bye.